Vâng, xin chào các bác nhé. Thì đây là bộ mixture em mới đấu giá về, bộ UHF và UT2, hàng Mỹ nha các bác, made in USA. Đây hàng đấu eBay về, giá cực tốt nha. Nếu các bác không lấy pin sạc là 4.8 triệu, còn nếu mà lấy pin sạc luôn là tròn 5 triệu bao ship tận nơi. Đây là cục nguồn adapter, đây là cái đầu thu này các bác, hai anten nha, anten nói chung siêu lướt, còn nguyên hộp này. Đây các bác, nguyên hộp nha, một tem mic này là gì đó, không có gì hết. Cái này là nơi đựng cái chống lăng này, có chống lăng đầy đủ cho các bác nha, đầu thu đó nha các bác. Sure, phía sau sẽ có kết nối là dây nguồn này và cổng ba lăng này và cổng 6 ly. Thì khi em bán mixer là gửi cho các bác là dây ba lăng ra 6 ly. Đầu thu nó mã là UT4A này, có UT4A và tem mic là UT2. Gọn gàng. Nói về mixer thì hát tuyệt vời rồi. Giá rất tốt nha các bác. 5 triệu là các bác đã có bộ mixer đẳng cấp thế giới sử dụng rồi. Đây tem mic các bác, tem mic là UT2 nha. Là cùng bộ với UHF đấy. Đầu mic là đầu SM58 nha, SM58. Sử dụng pin 9V. 5 triệu là có pin sạc cho các bác rồi, mình không cần phải tốn tiền mua pin nữa. Này. UT2. Made in USA. Bộ này độ mới nó không cần bàn nha các bác. Lâu lâu có một bộ thôi, là đầu tiên em mua về. Thì lâu lâu mình thăm trên trang thì nó lên đó các bác, nó nổi lên là mình mua thôi. Đưa về để các bác xem. Phục vụ các bác giá 5 triệu. Bác nào lấy thì alo cho em. Sở hữu bộ siêu lướt. Đấy, về cho các bác. Đầu SM58 nha các bác. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Chuyển khoản đủ thì 4.8 triệu nha các bác. Chuyển khoản đủ 4.8 triệu vẫn bớt 200 cho các bác. Cà phê cà pháo. Chuyển khoản đủ là 4.8 triệu, đầy đủ phụ kiện pin sạc. Dây nhựa ba lăng gì luôn vân vân. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu em ship hàng nha. Cọc tiền là vẫn giá 5 triệu nha các bác. Rồi mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên để chốt cái bộ mixer này. Cầm tay mixer đã là đánh cấp các bác. Rất sướng.